Sao hết chả? Thái hậu phải dùng hổ phách ngàn năm để chữa bệnh hay sao? Đúng vậy. Nghĩ lại mấy đời họ Hiệp ta đặt thưởng hoàng ân, giờ đây chính là lúc để Hiệp gia ta đền ơn. Chỉ tiếc là hầu gia lo sợ là có kẻ khác đánh cắp sao? Đúng vậy. Hổ phách ngàn năm có thể giải trăm ngàn loại độc, chắc chắn kẻ gian sẽ chú ý. Vì lẽ đó, Hiếu Hiền. Dạ. Có chuyện gì mà con bất thần quá vậy? Dạ, bất thình lình hài nhi cảm thấy không được khỏe. Nếu vậy con mau vào phòng nghỉ ngơi đi. Hồ Giang, lập tức tăng cường thêm hộ vệ trấn thủ quanh phủ. Sáng ngày mai để ta đem hổ phách vào hoàng cung. Trên đường nhớ bảo vệ cẩn thận, đừng để có chuyện xảy ra. Hầu gia yên tâm, thuộc hạ đã an bài rồi, tuyệt đối không để chuyện này xảy ra. Bụi điên rồi hay sao vậy? Chuyện này đâu có thể để cho cha biết được. Tướng công, chàng nên biết chuyện này không thể giấu giếm được đâu. Hay là chàng cứ nhận tội của mình đi, để lão gia tính đi được không? Tính cái gì mà tính chứ, xưa nay nàng cũng biết tính của cha ta cố chấp rồi mà. Nếu để cho cha biết được sự việc này, cha sẽ đánh ta chết mất đó. Nhưng mà chuyện này rất quan trọng. Chàng cũng biết, nếu không hiến dâng hộ pháp này lên cho hoàng thượng được, không ai để hoàng thượng biết mọi chuyện, không những liên lụy đến lão gia mà còn liên lụy đến kẻ trên người dưới của nhà họ Hiệp nữa. Chuyện đến nước này buộc thiếp phải nói rõ với lão gia. Ê này, nương tử. Nương tử. Nương tử à, không thể nào nói ra được phải đâu. Đi chẳng buông ra. Không có được ra. Nói mà. Này không được nói ra. Không được nói ra. Không được đi, không được đi. Nương tử. Tử. Hình như hậu viện có tiếng động đi theo ta. Con đã, con đã. Chuyện gì? Có kìa. Phu nhân. Phu nhân. Hầu gia, thiếu phu nhân đã hoàn hồn không kịp, đã tắt thở rồi. Hả? Con dâu tôi chết thê lương quá. Nương tử cũng còn chết, thật là oan ức quá mà. Cha, hổ phách đâu rồi? Quả nhiên nằm trong dự đoán của ta, hổ phách ngàn năm đã bị kẻ gian trộm mất. Cũng do thuộc hạ vô dụng, không tròn trách nhiệm của mình, xin hầu gia trị tội. Bỏ đi. Phi tặc này đúng là tâm hận thủ lạn, chẳng những đánh cắp chi bảo của họ Hiệp, sau đó còn giết người diệt khẩu nữa. Cha, chắc chắn là thệ tử con bắt gặp hắn nên mới bị họa sát thân mà thôi. Cha, thệ tử của con vô tội mà cha. Cha phải trả thù giùm cổ đi mà cha. Không có hổ phách ngàn năm, ta còn mặt mũi nào nhìn hoàng thượng nữa chứ. Tiết thần y, nếu thật sự hữu dụng thì tiểu muội tôi được cứu rồi. Đúng vậy. Mẫn à, lần này muội thoát nạn rồi. Triều đại ca, Phạm Mẫn thật sự không muốn huynh vì muội mà phải dấn thân vào tội lỗi. Hổ phách ngàn năm là vật quý liên thành, không may nó có chuyện gì xảy ra sẽ phạm tội khi quân. Thử hỏi muội làm sao yên tâm được. Chỉ cần cứu được muội, dù cho vào dầu sôi lửa bỏng, Triệu Phi cũng chịu phạm tội một lần nữa. Hơn nữa triệu đại ca của muội võ công cao cường, làm sao có thể dễ dàng cho kẻ khác phát hiện chứ. Triệu đại ca,
Muội đã quên trước đây ta từng nói là hai chúng ta là cùng một mạng hay sao? Thử hỏi Triệu đại ca, làm sao có thể đứng nhìn một chịu đau đớn được chứ? Bảo khố này có thể nói là bảo khố kiên cố nhất, xung quanh đều có cột trụ kiên cố, trong đó có ngăn làm nhiều thủy thức, nếu xâm nhập vào chắc chắn sẽ bỏ mạng. Bảo đại nhân, hổ phách ngàn năm, tôi để nó ở đây. Trong này bố trí ngăn nắp, nhưng mà phi tặc lại phá giải một cách dễ dàng. Điều đó cho thấy phi tặc phải biết được quả đồ bảo khô này và có đề phòng từ trước. Không sai, bảo đại nhân nói rất có lý. Nhưng mà xung quanh đều là những vách tường kiên cố, ngoài bảo khố thì có các cận vệ tuần tra, phi tặc vào đây bằng cách nào? Đại nhân, trên nóc có dấu cắt rất chỉnh tề, cho thấy hung khí rất sắc bén. Tên phi tặc này công lực thâm hậu mới có thể cắt được lớp sắt đó. Cắt được tấm sắt đó tin chắc phải là hung khí sắc bén. Người dùng loại kiếm này không phải là tiểu tốt bình thường. Đại nhân, trước khi phi tặc bỏ đi, có ra tay đã thương một cận vệ, thuộc hạ chỉ muốn hỏi hắn vài câu. Hồ Giang, Lý đại mau trả lời đại nhân đi. Tiểu nhân Lý đại bái, bái kiến bao đại nhân, triển đại hiệp. Đừng lên. Lý đại, chuyện xảy ra trong đêm đó, phi tặc mà ngươi bắt gặp, trang phục của hắn ra sao? Thân hình hắn cao lớn, ra tay lại nhanh nhẹn, tiểu nhân không thể nào nhận được dung mạo. Hình dáng tên phi tặc này hình như là giống với người mà triển đại hiệp đã gặp tại phủ gia của Tiết đại phu. Lý đại, có phải phi tặc điểm trúng chỗ này, sau đó ngươi mới ngất đi không? Dạ phải, sao triển đại hiệp lại biết vậy? Đây chính là nguyệt dị gây mê. Kẻ này xuất thủ lanh lẹ, nhân nguyệt chính xác. Không lẽ kẻ này lại là Triển hộ vệ? Theo lời ngài nói, không lẽ vụ án này có manh mối gì rồi sao? Triển mẫu chỉ nói theo sự phán đoán thôi. Nhưng mà Triển mẫu xin phép được thỉnh cầu hầu gia, cứ nói. Triển mẫu chỉ muốn kiểm tra lại tử thi của thiếu phu nhân. Đắc tội. Nhìn kỹ thiếu phu nhân chết không dám mắt. Thiếu phu nhân tuổi còn thanh xuân, chết bất đắc kỳ tử, chắc là có điều oan ức, chưa thốt ra được nỗi lòng của mình, chắc vậy mà không chịu nhắm mắt. Người đời thường nói, người chết không chịu nhắm mắt thì sẽ thành con ma vô chủ lang thang khắp nơi. Nếu muốn người khuất mặt yên lòng thì phải nhờ kẻ thân thiết nhất của mình bước tới vuốt mắt của họ, mới có thể giải quyết những ấm ức trong lòng. Hồng nhan bạc phận, dĩ nhiên không đành lòng. Hiếu Hiền, sao không mau bước tới vuốt mắt cho nương tử đi? Cha, con... Con là kẻ chí thần, dĩ nhiên cho con làm. Hay là con muốn nương tử con chết không nhắm mắt?